Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Mơ. Và trước khi đến với những thông tin chi tiết có trong ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Hằng điểm qua một số thông tin chính ngay sau đây. Đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin U22 Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan. 2. Đây, điều thầy Park đã làm trong giờ nghỉ giúp cho U22 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. 3. Báo chí Thái Lan đưa ra kịch bản vòi chiến loại U22 Việt Nam. 4. Huấn luyện viên U22 Singapore thật đáng tiếc nhưng Việt Nam quá mạnh. 5. Henderson gây ấn tượng với pha kiến tạo của Văn Hậu giúp cho U22 Việt Nam giành chiến thắng. Vừa rồi là những bản tin chính, sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin U22 Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan. Thừa nhận U22 Việt Nam có chút căng cứng trong hiệp 1, huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng cách học trò vùng dậy trong hiệp 2 để thắng U22 Singapore và khẳng định sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan. Bước vào cuộc họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết hôm nay là một trận đấu rất khó khăn, U22 Việt Nam đã ghi bàn phút cuối, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để có thể cho trận đấu tới với Thái Lan. Riêng chấn thương của Quang Hải, tôi vẫn chưa xác định, tôi sẽ phải hỏi lại bác sĩ và kiểm tra rồi mới biết được U22 Việt Nam phải căng sức cho những trận đấu như thế này. Chúng tôi đã trải qua hai trận đấu rất khó khăn, U22 Việt Nam phải xoay vòng cầu thủ để tránh chấn thương, thẻ phạt và giúp các cầu thủ có thời gian hồi phục. Đó là lý do tôi có 3 sự thay đổi người hôm nay. Được kỳ vọng sẽ đem đến chiến thắng đậm để tạo lợi thế cho trận cuối với Thái Lan, nhưng U22 Việt Nam đã có một hiệp bế tắc. Rất may những điều chỉnh đã giúp cho chúng ta chơi tốt hơn trong hiệp 2, dồn ép Singapore và có bàn thắng do công của Đức Trinh. Ông Park lý giải, U22 Việt Nam đã trải qua hiệp 1 rất khó khăn và không triển khai được đấu pháp đề ra. Một số cầu thủ đã hơi căng cứng, giữa giờ tôi đã nói cầu thủ bình tĩnh lại, tập trung tối đa chơi bóng và họ chơi tốt hơn trong hiệp 2. U22 Việt Nam đã có 2 chiến thắng phút cuối trước Indo và Singapore. Trước tiên, tôi vui về kết quả, ai cũng thích ghi bàn dễ dàng và chiến thắng. Thực tế, U22 Việt Nam đã phải đối mặt với hai đối thủ không hề dễ chơi chút nào tại SEA Games 30, ông Park nói tiếp. Trận tới, U22 Việt Nam sẽ gặp kình địch lớn nhất là Thái Lan. Chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá lại mọi thứ. Ai có trạng thái tốt nhất sẽ được trao cơ hội để ra sân. Tôi mong các bạn đừng hiểu nhầm ý định của tôi khi thay Tiến Dũng bằng Văn Toản. Singapore là đội bóng rất giỏi không chiến, trong khi đó là điểm mạnh của Văn Toản. Bùi Tiến Dũng là một thủ môn tốt, hôm nay tôi quyết định thay cậu ấy bằng Văn Toản là vì lý do lối chơi của U22 Việt Nam và Singapore chứ không phải sai lầm mắc trong trận gặp Indonesia. Đây, điều thầy Park đã làm trong giờ nghỉ giúp cho U22 Việt Nam chơi khởi sắc. Đoàn Văn Hậu đã có những tiết lộ về điều huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, qua đó giúp cho U22 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng trước Singapore tại lượt đấu thứ tư vòng bảng SEA Games 30 với tỷ số 1-0. Đây là một thành quả từ những nỗ lực dồn ép và tạo nhiều cơ hội của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian hiệp 2. Trước đó, trong thời gian 45 phút hiệp 1, dòng vàng đã vấp phải không ít khó khăn khi đối thủ chủ động thả thấp, pressing tầm cao và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Rõ ràng, bộ mặt trong hiệp 2 tươi sáng hơn và bàn thắng đến như một hệ quả. Chia sẻ với truyền thông về điều huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được trong giờ nghỉ giúp các tuyển thủ U22 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, Đoàn Văn Hậu nói rằng đây là trận đấu khó khăn với toàn đội bởi vì thể trạng của đội hôm nay rất nặng nề, không được thoải mái. Tôi nghĩ đó là sự cố gắng của toàn đội. Tôi nghĩ sau trận đấu ngày hôm nay, toàn đội sẽ lấy lại được thể trạng để hướng tới trận đấu tiếp theo. Thầy Park đã động viên tinh thần và chúng tôi đều hiểu đó có thể cố gắng ở hiệp 2. Chính từ đó, chúng tôi chơi tốt hơn và có bàn thắng. Hiện tại thì em chỉ biết Quang Hải rời sân thôi, chứ cũng chưa rõ Quang Hải bị nặng hay nhẹ, mức độ chấn thương ra sao, huấn luyện viên trưởng sẽ sớm có câu trả lời vào ngày hôm nay. Báo chí Thái Lan đưa ra kịch bản vòi chiến loại U22 Việt Nam. Báo chí Thái Lan đã liệt kê 5 trường hợp trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết của tuyển U22 nước nhà liên quan đến kết quả của nhà họ ở cuộc đụng độ U22 Việt Nam thuộc lượt trận cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào ngày 5 tháng 12. Tại lượt trận hôm 3 tháng 12, U22 Thái Lan đã nhọc nhằn vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Suphanat ở 4 phút của trận. Kết quả này đã đẩy U22 Thái Lan vào thế khó khi ở các trận đấu cùng ngày, U22 Việt Nam và U22 Indo lần lượt đánh bại U22 Singapore 1-0 và U22 Brunei đến 8-0. Như vậy, trước lượt đấu cuối, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm, ghi 15 bàn, hệ số bàn thắng thua là cộng là 13.
Kể đến là U22 Indonesia 9 điểm ghi 13 bàn, hệ số cộng 11. U22 Thái Lan 9 điểm ghi 12 bàn, hệ số cộng 10. Còn U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei đã sớm bị loại. Ở lượt trận cuối, hai tấm vé đi tiếp sẽ được định đoạt sau các cặp đấu U22 Thái Lan với Việt Nam, Indo với Lào. Với diễn biến trên, tờ SM Sports đã chỉ ra 5 trường hợp kết quả của trận tuyển U22 Thái Lan và U22 Việt Nam để biết được số phận của đội nhà trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Theo quy định của giải, nếu trường hợp các đội bằng điểm nhau thì trước tiên sẽ xét hiệu số bàn thắng thua để xếp hạng. Nếu hiệu số này bằng nhau, sẽ lần lượt xét số bàn thắng được ghi rồi mới đến đối đầu. Tờ SM Sports nhận định rằng, thứ nhất, U22 Thái Lan sẽ đoạt vé nếu thắng U22 Việt Nam với cách biệt từ 2 bàn trở lên, bởi khi đó voi chiến sẽ có hệ số cao hơn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thứ hai, nếu U22 Thái Lan thắng Việt Nam chỉ với tỷ số 1-0, voi chiến sẽ đoạt vé đi tiếp. Nếu U22 Indonesia hòa hoặc thua Lào, ở trường hợp thứ ba, nếu Thái Lan hòa Việt Nam sẽ đoạt vé đi có 13 điểm, còn Thái Lan sẽ có 10 điểm và họ phải hy vọng Indonesia thua Lào mới có thể giành được quyền vào bán kết. Trường hợp thứ tư, nếu Thái Lan thua Việt Nam, cơ hội duy nhất để voi chiến đi tiếp là hy vọng Indonesia thua Lào với cách biệt lớn hơn kết quả của Thái Lan và Việt Nam. Lúc này, Thái Lan sẽ đoạt vé nhờ có hiệu số hơn Indonesia. Cuối cùng, nếu U22 Thái Lan thua Việt Nam, còn Indonesia hòa Lào, đoàn quân của huấn luyện viên Nishino sẽ bị loại. Huấn luyện viên U22 Singapore thật đáng tiếc nhưng Việt Nam quá mạnh. Huấn luyện viên Fandi Ahmad của tuyển U22 Singapore đã tỏ ra luyến tiếc lẫn thất vọng khi đội nhà thua U-Việt Nam với tỷ số 0-1 ở lượt trận bảng B mùa 1/5 SEA Games 30 diễn ra vào tối ngày hôm qua. Trước trận gặp U22 Việt Nam, dù đã nắm chắc việc bị loại, nhưng Singapore vẫn thi đấu đầy quyết tâm và có những thời điểm gây khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Singapore ngoài việc khát khao có được chiến thắng đầu tiên, các cầu thủ còn muốn có một món quà ý nghĩa hơn để chuẩn bị chia tay huấn luyện viên Fandi, người sẽ được bổ nhiệm phụ trách công tác đào tạo trẻ ở Liên đoàn bóng đá Singapore sau SEA Games 30. Tất nhiên, tôi có một chút thất vọng vì Singapore đã chơi trận hay nhất từ đầu mùa giải. U22 Việt Nam là đối thủ rất mạnh với nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được và thua bàn từ một sai lầm trong cả trận. Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của các cầu thủ. Hôm nay họ đã chơi tốt, ngăn chặn được lối chơi bóng của U22 Việt Nam, huấn luyện viên Fandi Ahmad cho biết. Cựu danh thủ bóng đá Singapore nhấn mạnh, kế hoạch của chúng tôi là buộc U22 Việt Nam phải dồn bóng vào trung lộ. Chúng tôi bịt kín mọi đường lên bóng ở biên vì họ có những cầu thủ rất nhanh. Tôi mong các cầu thủ sẽ tiếp tục thể hiện mình như hôm nay vì có thể chơi tốt hơn. Nhận định thêm về trận đấu, huấn luyện viên Fandi Ahmad nói rằng, trong hiệp 1, U22 Việt Nam không có cú sút nào vì Singapore đẩy họ ra xa khung thành. Nhưng sang hiệp 2, U22 Việt Nam chở bóng ra biên nhanh hơn. Nếu hôm nay Singapore có điểm thì thật tuyệt vời vì sẽ rất quan trọng cho các cầu thủ của chúng tôi. Nhưng cuối cùng, U22 Việt Nam vẫn có bàn thắng. Trong bóng đá, chúng ta có thể chơi tốt nhưng thua bị bóng chết hoặc sai lầm. Thực sự các bạn là đội mạnh hơn và thắng xứng đáng. Thất bại trước U22 Việt Nam khiến cho U22 Singapore thực sự thất vọng khi họ chỉ mới có được 1 điểm sau 4 lượt trận. Vì vậy, các học trò huấn luyện viên Fandi Ahmad sẽ quyết tâm đánh bại U22 Brunei ở lượt trận cuối vào ngày 5 tháng 12 để có thể vơi đi nỗi buồn trước khi về nước. Heijen Van ấn tượng với pha kiến tạo của Văn Hậu giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng. Câu lạc bộ SC Heijen Van vẫn luôn theo sát tình hình thi đấu tại SEA Games 30 của đoàn Văn Hậu và U22 Việt Nam. Hôm nay, các trận đấu ở bảng B mùa 1/5 SEA Games 30 đã được diễn ra. Ở trận đấu sớm nhất, Thái Lan đã phải khá nhọc nhằn mới vượt qua được U22 Lào. Trong khi đó, ở hai trận đấu còn lại, U22 Indonesia đã hủy diệt U22 Brunei với tỷ số là 8-0. Còn U22 Việt Nam cũng phải rất vất vả mới vượt qua được U Singapore với tỷ số tối thiểu 1-0. Người đã mang về bàn thắng quý như vàng cho U22 Việt Nam là tiền đạo Hà Đức Chinh. Đáng chú ý, bàn thắng của Hà Đức Chinh xuất phát từ một pha phối hợp đá phạt góc vô cùng bài bản của U22 Việt Nam. Người đã đánh đầu chuyền bóng thuận lợi, tạo điều kiện cho Đức Chinh ở cú dứt điểm cận thành chính là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đó chính là dấu ấn đầu tiên của cầu thủ đang khoác áo SC Heijen Van. Và cũng như thường lệ, đội bóng Hà Lan vẫn luôn theo sát sao những tình hình thi đấu của Văn Hậu cũng như đội tuyển Việt Nam ở SEA Games. Trên trang chủ của mình, Heijen Van đã dành cho Văn Hậu cũng như U22 Việt Nam những lời ca ngợi. Văn Hậu và Việt Nam đã giành thêm một chiến thắng để có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn trước U22 Singapore, nhưng bàn thắng ở những phút cuối cùng từ đường kiến tạo của Văn Hậu đã giúp U22 Việt Nam vượt qua thử thách. Ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam sẽ phải đối mặt với đại kình địch là Thái Lan.
Với 12 điểm đã có được, U22 Việt Nam chỉ cần ít nhất là một trận hòa để chắc chắn góp mặt ở bán kết. Trong trận đấu với U22 Singapore, Văn Hậu chính là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U22 Việt Nam. Không chỉ chắc chắn trong khâu phòng ngự, Văn Hậu còn là một mũi tấn công thường trực bên phía hành lang cánh trái của U22 Việt Nam. Không những thế, sự nguy hiểm đến từ thể hình vượt trội của Văn Hậu cũng đã được thể hiện rất đúng thời điểm khi anh vượt trội trong pha tranh chấp với hậu vệ của đối phương trước khi kiến tạo cho Hà Đức Chinh ghi bàn. Trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam sẽ là cuộc chạm trán với U22 Thái Lan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 12 tới đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem hết video này. Quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút quả chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!